Những hình ảnh leak ra gần như cuối cùng của Kamen Rider Revive hé lộ về Kamen Rider hoàn toàn mới, kẻ sẽ thay thế Gip và trở thành trùm cuối thật sự trong series lần này. Đó không ai khác chính là Jiore, hay với cái tên gọi khác là Kamen Rider Zuga. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về tên gọi Zuga. Như chúng ta biết, thực chất Jiore trong những tập đầu của Kamen Rider Revive là một vị tiến sĩ thiên tài, nhưng anh ta có căn bệnh khá lập dị là sưu tầm những Bell Rider cũng như nghiên cứu những Kamen Rider khác. Và một những Rider mà lấy thần tượng nhất chính là Kamen Rider Kuga, và tạo hình lần này của Kamen Rider Zuga với tên gọi của nó cũng na ná với Kamen Rider Kuga. Còn sâu xa hơn thì chúng ta vẫn phải chờ thêm những hình ảnh sau này và những thông tin chi tiết hơn. Đó là về phần tên gọi. Tiếp đến là về phần vũ khí biến hình cũng như chiếc vai stump. Về tạo hình chiếc vai stump, nó có biểu tượng của một con ấn với ba hình như ba tảng đá ráp lại với nhau tạo thành một hình tam giác. Và điều đặc biệt của chiếc vai stump là nó có màu vàng ống trên người. Khả năng cao thì đây chính là nguồn năng lượng của Gip, có thể Jiore cũng như tất cả mọi người sau khi đánh bại hoàn toàn được Gip thì anh ấy đã bị tha hóa và chuyển hóa toàn bộ sức mạnh của mình cũng như tài liệu nghiên cứu vào để nghiên cứu thành công chiếc Vai Stump, lấy nguyên bản sức mạnh cũng như con ấn của Gip. Và biểu tượng con ấn này là gì, chúng ta vẫn phải chờ thêm để biết thêm chi tiết. Và chiếc Driver anh ấy sử dụng chắc chắn phải là chiếc Driver mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, Chimera Driver. Khả năng của chiếc Driver này thì mình không cần phải nói nhiều, nó khả năng tổng hợp là những loài động vật. Và giới hạn của nó không biết có phải là Dream Chimera hay là Tri Chimera hay không, mà đây có thể là toàn bộ sức mạnh của Gip với tất cả gen của những loài động vật trên toàn bộ thế giới sẽ tạo nên Rider Kamen Rider Zuga, kẻ có thể gọi là mạnh nhất trong tất cả mọi thứ với sức mạnh quỷ dị của mình. Để Henshin thành Kamen Rider Zuga thì chiếc Chimera Driver là không đủ. Ngoài chiếc Vai Stump, anh ấy còn có một bộ phận đặc biệt thêm vào. Tất nhiên nó sẽ có biểu tượng hình tam giác kỳ lạ, trên ấn Vai Stump cũng có, mà đến cả thắt lưng cũng có tương tự như vậy. Biểu tượng tam giác này còn ảnh hưởng rất lớn tới cả hình dạng của Kamen Rider Zuga. Ngoại hình của Zuga thì tất nhiên sẽ có nhiều nét tương đồng với Kamen Rider Diamond sẽ xuất hiện trong movie. Và thêm vào đó là những chi tiết điểm tô bằng gương mặt bất cân đối, với một bên là màu vàng nguyên bản của chiếc hắc lưng và một bên còn lại là màu vàng đồng với biểu tượng ba hình tam giác. Với hình dạng này thì tất nhiên là nó sẽ mạnh hơn cả Gip và áp đảo tất cả những Rider sẽ xuất hiện trong Revive từ đầu tới bây giờ. Cho dù ba anh em nhà Igarashi hay là Ultimate Vai bộ Ultimate Revy cũng không phải đối thủ Kamen Rider Zuga. Màu sắc của Zuga thì màu đen cùng với lại màu vàng đặc trưng của Kamen Rider Zuga với hình dạng Ultimate và Rising Ultimate. Và điều cuối cùng, lý do nào mà Jiore lại trở thành người phản bội cũng như trùm cuối của phim? Như mình đã nói rất nhiều lần, phần movie đã chèn giữa tập 44 và tập 45. Nên trong tập 45 vừa qua, chúng ta thấy được sự chuyển biến của Jiore khá là phức tạp khi nãy đột nhiên có một sự căm phẫn nhất định với cha của mình. Có lẽ là do tên ác ma Cheat, đó là ác ma của cha ông ấy, được cấy vào người của bản thân Jiore nên anh ấy mới thở thành con người như vậy. Sau phần movie thì anh ấy đã có một quyết tâm gì đó rất khủng khiếp, vứt bỏ chiếc mặt nạ của cha mình cũng như rời khỏi gia đình Igarashi, một nơi mà anh ấy coi là nhà, và quyết tâm hoàn thiện một bộ thí nghiệm gì đó. Có lẽ không đơn giản chỉ là chiếc vai sơn của Sakura, mà đó còn chính là Kamen Rider Zuga như thế này. Điều này có thật sự làm Jiore là nhân vật bị mất đi cảm tình hay không? Vì ban đầu thì anh ấy được tạo hình là kẻ tà ác giống như vậy, rất giống với hình ảnh của Wop trong Kamen Rider Zio, nhưng ở đoạn giữa thì khá hề nên mọi người gần như quên mất đi sự uy hiếp của anh ấy đến Suri. Không giống như Wop, Kamen Rider Zuga do Jiore biến hình sẽ chính là thực thể ác quỷ mạnh nhất. Có lẽ điều quan trọng nhất sau khi chiến thắng tên ác ma của cha mình là Jiore nhận ra ước mơ của anh ấy không phải trở thành tiến sĩ. Tất cả gì mà anh ấy mơ ước và làm ở thời điểm hiện tại chỉ là dựa trên cha của mình, cho dù có chế tạo những thứ tiên tiến hơn chăng nữa cũng chỉ là hoàn thiện những gì mà ông ấy gây ra mà thôi. Ước mơ thật sự của anh chính là trở thành một Kamen Rider, và đó mới là điều thuần khiết mà anh muốn để trở thành. Nhưng với điều kiện trở thành Kamen Rider Zuga như thế này và với sức mạnh của Gip trong tay, có vẻ như anh ấy cũng đã bị ác ma của bản thân thao túng, và đó là điều chúng ta chưa từng gặp. Ác ma của Jiore. Đây có phải chính là lý do mà gương mặt của Kamen Rider Zuga bị tách ra làm đôi và bất cân đối như thế này, thể hiện bản chất cũng như ác ma thật sự mà Jiore đang chiếm giữ trong cơ thể? Và không chừng thì hắn ta mới thật sự là kẻ chủ mưu trong tất cả mọi thứ và sẽ lộ diện trong những tập cuối cùng thật sự của Kamen Rider Revive. Đó là giả định của mình về Kamen Rider Zuga. Thanks for watching. Bye.